Quý vị anh chị thân mến, Shophouse Zaikai Thập Nhị nằm trong khu đô thị Zaikai Nhà Bè thuộc phân khu Zai River County 1.1. Thuộc tính thương mại vừa ở vừa kinh doanh nên đây được xem là sản phẩm Shophouse hút khách hàng nhất trên thị trường. Căn Shophouse nằm mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất tiện lợi cho việc kinh doanh mua bán và làm văn phòng. Diện tích của căn Shophouse mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị ngày hôm nay có diện tích ngang 17 và dài 18m, tổng là 126m2 với xây dựng bao gồm 1 trệt, 3 lầu, áp mái. Hoàn thiện bên ngoài, bên trong giao thô nên quý anh chị có thể tự decor theo ý thích của riêng mình. Đường trước nhà sẽ rộng đến 60m và kèm theo con đường tự mở là 12m. Vỉa hè khá rộng rãi và hướng căn nhà là hướng đông. Mỗi căn Shophouse thì đều được thiết kế và bố trí hợp lý, tạo nên những khu phố thương mại sầm uất và một cộng đồng cư dân đẳng cấp. Và trong tương lai, đây sẽ là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất dự án Zaikai Nhà Bè. Đây cũng được xem là mẫu thiết kế chuẩn với công năng đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Và bên cạnh đó được thiết kế bởi những thương hiệu nổi tiếng như là đơn vị xây dựng Hòa Bình, phần móng là công ty Đông Dương. Mặt bằng tổng thể rất bắt mắt, EDAW, Chang, Geo Architects, GA Group, kiến trúc cảnh quan, nội thất căn nhà phố thiết kế siêu đẹp của ONG and ONG đến từ Singapore, thiết kế hạ tầng là của TETI South và NAGECCO. Nhà phố thuộc dự án 350 hectare của tập đoàn GS Hàn Quốc, được biết đến là chủ đầu tư số 1 trong xây dựng cơ sở hạ tầng đầu tại Việt Nam như tuyến metro số 1 tại Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, cầu Vàm Cống ở đồng bằng sông Cửu Long, cầu Vĩnh Thịnh ở Vĩnh Phúc, cầu Quý Cao ở Hải Phòng, thiết kế cảnh quan Laguna Lanco Resort Huế, Zai Thập Nhị Thủ Thiêm, vân vân. Và ngoài ra, quý anh chị sẽ được hưởng free những tiện ích tại dự án nhà phố Zaikai Nhà Bè, như là với 3 clubhouse ở đây là đặc quyền dành cho cư dân sinh sống, với không gian sang trọng rộng rãi, chuỗi cà phê, vui chơi rèn luyện sức khỏe, hồ bơi, hay pocket garden, khái niệm mang đến 4 mùa khởi sắc xuân hạ thu đông, luôn luân chuyển trạng thái quy luật thuận theo tự nhiên, tương xứng với 4 mùa trong năm. Và đây sẽ là điểm đến độc đáo tại khu đô thị Zaikai GS Metro City Nhà Bè. Ngoài ra còn có công viên giác quan, kết nối mọi giác quan và mang đến cảm nhận tốt nhất với 4 mùa tại nơi đây. Và còn có 3 khu công viên, đó chính là công viên bí mật, ẩn mình dưới những tán cây lá xanh thắm, công viên ánh sáng, huyền ảo lung linh, tô thêm vẻ đẹp của khu đô thị Zaikai vào ban đêm, và công viên hoang dã, mang đến cho cư dân bầu không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Dự án là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang được nhận rất nhiều sự quan tâm của khách hàng. GS Metro City chính là khu đô thị tầm cỡ tại phía nam Sài Gòn, với quy mô rộng lớn lên đến 350 hectare, chú trọng vào chất lượng và kết cấu bền vững, tiện sử dụng, đáp ứng đủ nhu cầu của số đông đại chúng. Đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú và cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối, tạo nên một bức tranh cuộc sống sung túc, đầy đủ, bình yên và hạnh phúc. Hãy cùng chúng tôi tận hưởng sự khởi đầu tuyệt vời của một cuộc sống mới tại GS Metro City. Và bất động sản mà chúng tôi giới thiệu đến quý anh chị ngày hôm nay là bất động sản đang cần bán. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, quý anh chị hãy inbox ngay cho chúng tôi, hoặc quý anh chị cần ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng lại dự án, hãy gửi thông tin đến chúng tôi ngay nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau. Chúc anh chị có một ngày mới vui vẻ và bình an.